Vâng, xin chào tất cả các anh chị, xin chào. Trong video bài học này thì tôi sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm, một cái nội dung có liên quan đến chủ đề là chúng ta phải giữ gìn cái hình ảnh cá nhân của chúng ta phải quản trị nhân hiệu, hay còn gọi là quản trị thương hiệu cá nhân. Thế thì chúng ta xây dựng thương hiệu thì chúng ta cũng phải đối mặt với một cái vấn đề là đôi khi chúng ta cũng có thể là đi xa quá, hoặc là đi sai thông điệp, hoặc là các cái hình ảnh của chúng ta nó không nhất quán, không thống nhất, hoặc là chúng ta bị định vị cao nhưng mà nó thành ra người ta nhìn nhận là định vị thấp, nó bị lệch hướng, hoặc là nó có thể gặp các scandal, tức là gặp các cái scandal. Thế thì ở đây thì ngoài cái việc là lý do thứ nhất là do chúng ta đi sai hướng, lệch hướng và cái cảm nhận của người dùng không tốt, thì lý do thứ hai đấy là do các scandal. Vậy thì với cái lý do thứ nhất là cái hình ảnh nó bị đi sai hướng thì chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất đấy là chúng ta cũng sẽ liên tục hỏi ý kiến của người dùng rằng là tôi làm như thế đã tốt chưa, hình ảnh tôi xuất hiện như vậy với cái mong muốn như này thì tôi nên làm gì, tôi đã xuất hiện như vậy đã đúng hay chưa, theo các bạn bạn góp ý cho tôi. Đấy, thì chúng ta nên hỏi những cái người mà khách hàng mục tiêu của chúng ta, họ sẽ cho chúng ta biết là cái cách chúng ta đang đúng và cách chúng ta đang sai như nào. Đúng thì chúng ta phát huy và sai thì chúng ta sửa chữa và nâng cấp. Thế còn đối với scandal thì hiện nay thì scandal trên internet có thể là không từ bất kỳ ai, khủng hoảng đối với thương hiệu và nhân hiệu thì có thể xảy ra với bất kỳ ai, có thể là một ngôi sao, có thể là một ca sĩ, có thể là một doanh nhân, cũng có thể là bất kỳ ai, có thể cũng là một giảng viên đại học như tôi chẳng hạn, đều có thể bị ăn đòn nếu như mà chúng ta làm sai, chúng ta làm hỏng, chúng ta vi phạm vào những cái vấn đề tối kỵ hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Thế thì những cái vấn đề như thế nào gọi là những vấn đề tối kỵ và nhạy cảm? Có lẽ chúng ta không có gì phải lạ lẫm đối với những cái chủ đề như là chủ đề sex, đúng không ạ? Hay là chủ đề ngoại tình, hay là các cái chủ đề liên quan đến về tình yêu, hôn nhân, hay là sàm sỡ, những cái chủ đề mà nó rất là nhạy cảm. Đấy, hoặc là các chủ đề về gian lận, các chủ đề lừa dối người tiêu dùng, các cái chủ đề liên quan đến khủng hoảng về kinh doanh, thì khủng hoảng về lòng tin, thì tất cả những cái điều đấy đều có thể là sẽ làm cái đòn rất mạnh giáng vào cái nhân hiệu của chúng ta. Tôi lấy thí dụ như là cách đây một thời gian không quá lâu thì có một ca sĩ rocker, đúng không ạ, và dính vào một cái scandal đấy là liên quan đến việc là cướp bức những cái người mà làm cùng mình, hoặc là có những cái lời lẽ cũng như là những hành vi mà liên quan đến việc mà gọi là quấy rối tình dục, đúng không ạ? Thì ngay lập tức là cộng đồng đã phản ứng rất là mạnh, và một cái thương hiệu cá nhân rất là mạnh và được yêu thích trên thị trường như vậy cũng đã bị biến mất cũng gần một năm trời nay, và không biết là sau này có thể quay lại được hay không thì câu chuyện đấy còn chưa biết, thị trường sẽ trả lời. Nhưng cái kết quả là cái ca sĩ này đã nhận được một cái kết quả, cái kết cục mà tôi nghĩ là tương đối là bi đát, và cũng mất đi rất nhiều các cái cơ hội kiếm tiền, cái thanh danh của anh ta đó. Chưa kể đến là có những cái vụ việc khác, đúng không ạ, như là lộ clip, hay là rồi thì giảng viên thì quấy rối, hay là những cái người này người kia dính vào những cái vấn đề liên quan đến tình dục, hoặc là quấy rối tình dục, hay lạm dụng tình dục, hay cưỡng bức, hay là ấu dâm, hay là gian lận trong kinh doanh, vân vân, hoặc là ly hôn, hay ngoại tình, hay là tất cả những cái chủ đề đấy đều có thể đem ra bới móc, đào mộ lên và mổ xẻ rất là kinh khủng. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi hoàn toàn có thể là, ví dụ tôi khai trên Facebook là tôi học 5 trường đại học và tôi tốt nghiệp 4 trường, và nếu như đây là một thông tin giả dối thì hệ thống hoặc là internet mạng, cộng đồng mạng sẽ bắt đầu đào bới, nói rằng là tôi không phải là học 5 trường, tôi chỉ học có 3 trường thôi, tôi đấy là tôi sĩ diện, tôi cần thương hiệu, tôi làm màu, đúng không? Thế nhưng mà tôi 5 trường và tôi 4 bằng đại học là có thật thì người ta sẽ không nói gì được tôi, dù người ta có thích hay là không thích. Chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý đến việc là, một là chúng ta không được gian dối, không được lừa dối người tiêu dùng, không được làm đánh mất cái lòng tin của người ta. Tất cả những điều chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta xây dựng hình ảnh, trước hết nó phải là chính con người chúng ta và nó phải là sự thật. Đấy. Tiếp theo đấy là chúng ta hạn chế tuyệt đối hoặc là không nên vi phạm vào những cái
điều mà gần như có thể nói là điều cấm kỵ về việc xây dựng hình ảnh và xây dựng thương hiệu. Đấy, như là liên quan đến các cái chủ đề về sex hay là tình dục hay lạm dụng tình dục hay là ấu dâm hay là những cái vấn đề lừa dối lòng tin, lừa dối người tiêu dùng và ảnh hưởng đến chất lượng, hay là gian dối về bất kể những cái thông tin nào chúng ta nêu ra, từ bằng cấp, từ học vấn, học vị, rồi kinh nghiệm làm việc vân vân, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến trong cái quá trình kinh doanh làm việc có thể là có những cái sự gian lận hay có những sự lừa dối hay có những sự kiếm trác hay có những cái sự không minh bạch về mặt tài chính vân vân, thì ngày nay chúng ta đều có thể sẽ phải trả giá rất đắt vì những điều đó. Người ta gọi là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng, đúng không ạ? Chúng ta tốn thời gian, tốn công sức để xây dựng nên nó. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm sai, làm hỏng thì chúng ta có thể sửa chữa. Còn nếu mà chúng ta vi phạm vào những cái vấn đề scandal, khủng hoảng truyền thông, khủng hoảng thương hiệu và khủng hoảng nhân hiệu thì tôi nghĩ rằng rất khó để có thể quay lại, đúng không ạ? Và như vậy thì tất cả những cái năm tháng phía sau này chúng ta rất khó để làm ăn hoặc là rất khó để khôi phục, khi mà cộng đồng mạng ngày nay là có một cái số lượng người sử dụng internet rất là lớn, báo chí, truyền hình, rồi mạng xã hội, rồi thì này kia, ai cũng có thể sẽ phải chịu một cái rủi ro rất lớn. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta cần phải tránh xa tuyệt đối những cái hình ảnh như vậy. Giả sử đúng không, chúng ta có đi chơi trong cái nhóm bạn, chúng ta có đánh bài vui, tôi nói ví dụ thế, thì chúng ta phải trả lời ra câu hỏi là liệu rằng chúng ta có muốn thông tin đưa những hình ảnh này lên hay không. Có thể chỉ là vui đùa thôi, nhưng mà đưa lên có thể cũng sẽ ăn đòn, đúng không? Có quá nhiều các hình ảnh mà chúng ta đưa lên mạng xã hội đã bị ăn đòn rồi. Đấy, rồi thì một thanh niên thì làm sao bắt được một con động vật quý hiếm, thế là live stream cắt máu nó, cắt tiết nó, làm thịt nó, thì cũng bị phạt, cũng bị bắt về tội này tội kia, vân vân. Thế thì tất cả những cái điều như vậy chúng ta phải trả lời là bất kỳ một cái hình ảnh hay là bất kỳ một cái nội dung, bất kỳ một cái câu chuyện chúng ta đưa lên, chúng ta phải xác định là chúng ta có muốn đưa nó lên hay không, và nếu đưa lên thì nó có tác dụng gì, nó có hậu họa gì, chúng ta có vi phạm pháp luật hay không. Những người trong cái nội dung, câu chuyện đó, trong cái hình ảnh đó, trong cái video đó liệu có bị liên lụy hay không thì chúng ta hãy đưa lên. Hay là khi mà người khác chụp ảnh hay quay phim với chúng ta thì chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta xuất hiện ở những chỗ đấy liệu có tốt cho hình ảnh của chúng ta hay không thì chúng ta hãy làm. Và nếu không thì thà không đưa lên còn hơn, thì cái hình ảnh nó sẽ xuyên suốt và nó sẽ trong sạch. Rồi, thì cái video bài học vừa rồi thì tôi có hướng dẫn một chút về cái việc là chúng ta quản trị hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Tôi xin phép được kết luận lại cái video bài học này. Thứ nhất, đấy là chúng ta sẽ có hai cái trạng thái mà thường gây ra cái khủng hoảng về mặt thương hiệu cá nhân. Đó là một là chúng ta đi không đúng hướng, chệch hướng, sai hướng, hoặc là thấp hơn hoặc cao hơn so với cái định vị của chúng ta. Chúng ta xây dựng rất là lâu mà nó vẫn không lên, chúng ta cứ lan man quá, thì chúng ta cần phải xác định lại chúng ta làm tốt hơn, làm nhiều hơn, làm nhanh hơn, làm chất lượng hơn. Và thứ hai, đấy là chúng ta phải nhớ rằng là scandal, tức là những cái scandal sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhân hiệu của chúng ta rất là mạnh. Và đặc biệt là chúng ta phải tránh những cái chủ đề hết sức nhạy cảm ra, và chúng ta tránh những cái hình ảnh, tránh những cái thông điệp, tránh những chỗ mà khi chúng ta xuất hiện ở trong những chỗ đó, hoặc là bản thân chính chúng ta gây ra những chuyện đó, thì chúng ta cần phải tránh tuyệt đối, hoặc là tránh càng kỹ càng tốt, đúng không? Trong ngạn ngữ Trung Quốc nó có một cái câu là lai vô ảnh, khứ vô hình. Tức là gì? Lai là tương lai, đúng không ạ? Trong tương lai cũng không thấy ảnh của bạn. Khứ là quá khứ. Vô hình tức là cũng không thấy bạn. Tức là gần như là bạn phải giữ gìn cái hình ảnh rất là sạch sẽ. Có những cái điều mình làm nó sẽ không đúng đâu, hoặc không tốt đẹp lắm đâu, hoặc là chưa tốt đẹp lắm đâu, hoặc là nó thuộc về quyền riêng tư, thì chúng ta nên chú ý đừng có cái gì cũng công khai, cái gì cũng đăng lên hết, đúng không ạ? Vâng, thì như vậy sau này nó vừa mệt cho chúng ta, và thứ hai là vừa ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và hình ảnh của chúng ta mà đang xây dựng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn, và xin chúc cho tất cả anh chị và các bạn thành công với việc xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, và phải giữ được cái hình ảnh thương hiệu cá nhân của mình bằng cách là chúng ta phải là chính mình, phải sạch sẽ và phải tuân thủ pháp luật,
và đưa bất kỳ cái nội dung thông tin gì lên thì chúng ta đều phải lưu ý. Hoặc là cái điện thoại di động ngày nay rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta lưu trữ các hình ảnh, quay các video chúng ta cũng phải hết sức chú ý, phải hiểu rõ được hết các nguy cơ thì chúng ta hãy chấp nhận và đồng ý, đúng không ạ? Còn nếu không chúng ta có thể từ chối để bảo vệ cái uy tín và thương hiệu của mình. Đây là ý nghĩa của chương trình xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng internet và giúp cho các anh chị và các bạn có thể có cái thương hiệu, bán hàng, kiếm tiền, quảng cáo, kết bạn rồi thì trò chuyện rồi thì trong cái quá trình kinh doanh hợp tác cũng rất là dễ dàng. Trong quá trình giảng dạy cái bài học này thì chắc chắn trong tương lai thì tôi sẽ còn tiếp tục bổ sung các cái bài học khác và những case study nghiên cứu khác để cho các anh chị và các bạn có thêm nhiều cái thông tin tốt hơn. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline. Xin cảm ơn. Bye bye.